Trong 4 tháng đầu năm, giá vàng trong nước đã tăng hơn 30%. Đáng chú ý, giá vàng trồi sụt thất thường, tăng giảm nhiều lần trong ngày. Chính phủ đã liên tục chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước thực hiện các giải pháp điều tiết thị trường vàng. Để tăng cung ra thị trường, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 7 phiên đấu thầu vàng miếng SCC. Nhưng sau các phiên đấu thầu vàng, mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới cùng cơn sốt vàng chưa có dấu hiệu dừng lại. Các chuyên gia nhận định, cốt lõi của vấn đề giá vàng tăng nóng trong thời gian gần đây do nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, các kênh đầu tư khác vẫn còn nhiều rủi ro. Vì vậy, vàng đang là hầm trú ẩn, an toàn với nhiều người dân. Ngân hàng Nhà nước phải công bố quyết định thanh tra thị trường vàng. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển ngay hồ sơ đến Bộ Công an và các cơ quan chức năng để xử lý. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước phải công bố quyết định thanh tra theo quy định để thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra đối với thị trường vàng. Các cửa hàng đại lý phân phối, mua và bán vàng miếng và các chủ thể khác tham gia thị trường, không để chậm trễ hơn nữa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vàng.